Chào mừng quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế trên kênh FBNC với những tin tức nổi bật sau đây. Tam giác quyền lực Mỹ-Nga trung ngày một sâu lệch khi Washington đứng về một chiến tuyến, đối đầu cùng lúc với cả Moscow và Bắc Kinh ở eo biển Đài Loan và Biển Đen. Câu hỏi đặt ra là liệu Mỹ có đủ quân số để tham chiến nếu cả hai cuộc chiến này bùng nổ cùng lúc hay không? Hãy tìm câu trả lời trong bản tin ngày hôm nay. Trong khi đó, Moscow đã có dấu hiệu xuống nước khi đề cập đến hiệp ước đảm bảo an ninh chung với Washington và NATO. Tuy nhiên, nước này vẫn cứng rắn tuyên bố đã thủ sẵn nhiều màn đáp trả nếu phương Tây bất hợp tác. Nói là làm, Nga đã phóng tên lửa siêu vượt âm để giàn mặt Mỹ-NATO. Ở diễn biến khác, Mỹ tuyên bố sẽ xem xét chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân. Liệu Washington có chấp nhận giải trừ vũ khí hủy diệt trước muôn vàng mối nguy từ Nga-Trung hay không? Một số tin tức đáng chú ý khác người Pháp ít tự hào là công dân châu Âu so với người Ý Đức. Ngoại trưởng Đức cam kết siết chặt xuất khẩu vũ khí. Taliban giải tán bộ hòa bình, ủy ban bầu cử. Liên quan đến Covid-19, nghiên cứu mới cho thấy virus SARS-CoV-2 có thể xâm nhập não người, trú ẩn ở nhiều cơ quan nội tạng trong thời gian dài. Israel thử nghiệm hiệu quả của liều vaccine ngừa Covid-19 thứ tư. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Mới đây, tờ The Hill đã đưa ra bài phân tích liệu rằng Mỹ có đủ quân số để cùng lúc tham chiến ở eo biển Đài Loan để chống lại Trung Quốc và tại Biển Đen để đối đầu với Nga hay không? Câu trả lời là không. Trước hết, hãy điểm qua về tương lai hải quân giữa Bắc Kinh và Washington. Hiện tại, Bắc Kinh vượt trội hơn Washington không những nhiều mà rất nhiều về số lượng tàu nổi, lẫn tàu ngầm. Cụ thể là Trung Quốc đang có 355 tàu chiến, trong khi Mỹ chỉ có 295. Ngoài ra, nếu chiến tranh xảy ra ở vùng biển gần Trung Quốc, Đơn cử là eo biển Đài Loan, thì rõ ràng Trung Quốc sẽ có lợi thế thiên thời địa lợi, trong khi Mỹ phải vận chuyển binh sĩ và lương thảo xa hàng ngàn dặm, nên chắc chắn sức mạnh chiến đấu sẽ bị suy giảm đáng kể. Về mặt này Trung Quốc tiếp tục hơn Mỹ, tương tự, nếu đối đầu với Nga Mỹ cũng có khả năng cao là không đủ quân số để đánh bại Nga trên phần sân nhà của họ là khu vực biển đen và khu vực Baltic. Trên thực tế, Mỹ hoàn toàn lép vế trước Trung Quốc về số lượng binh sĩ lẫn khí tài quân sự. Tuy nhiên, vì hiểu rõ điều đó nên từ lâu Mỹ đã theo đuổi phương châm trọng chất hơn lượng, để lấy ít địch nhiều và giành ưu thế trên chiến trường. Tuy nhiên, trong cái khó ló cái khôn, thay vì trực tiếp dốc túi đánh toàn lực với Nga Trung và phải hứng chịu thiệt hại khủng khiếp, Mỹ biết phải làm cách nào để bào mòn quốc lực hai địch thủ này theo cách ít hao binh tổn tướng nhất với ưu thế không quân và lực lượng hàng không vũ trụ washington tự khắc biết cách khai thác yếu tố này để tung ra các đòn chí tử nhằm vào đối thủ thật vậy đến thời điểm hiện tại thì mỹ và israel là hai bậc thầy về khả năng không chiến với chiến thuật chiến lược làm mềm đối thủ trước khi cho bộ binh thâm nhập chiến trường trong kho vũ khí khổng lồ của mình, Mỹ không thiếu những bảo bối tối thượng để làm việc này từ các dòng máy bay chiến đấu ném bom siêu hiện đại đến hàng loạt tên lửa đủ mọi tầm bắn có khả năng mang theo đầu đạn hạt nhân. về khoản này Hoa Kỳ có thể tự tin vượt mặt Nga Trung. Ngoài ra Hoa Kỳ còn cả một băng ghế dự bị các quốc gia đồng minh trải dài khắp các châu lục từ Âu sang Á. Nếu trải phẳng bản đồ thế giới ra, ta có thể sẽ dễ dàng nhận thấy đa số các quốc gia tiếp giáp hoặc nằm gần với Nga Trung đều là đồng minh của Mỹ. Đây chắc chắn không phải là vô tình mà chính là chiến thuật bao vây đối thủ mà Mỹ đã dày công tạo dựng hàng thập kỷ qua. Chỉ cần Nga hoặc Trung vô tình giấy binh vào một trong những quốc gia này, thì Mỹ và các đồng minh sẽ có cớ để đáp trả. Tuy có quân số và khí tài đông hơn hẳn Hoa Kỳ, nhưng lại đơn thương độc mã thì Nga và Trung cũng khó mà đổi đầu lại được với Hoa Kỳ, vốn có đông đảo đồng minh và lắm khí tài hiện tại. Tình cảnh của Nga Trung hiện nay cũng không khác mấy nếu so với chiến thần lửa bố khi xưa, khi đã dũng mãnh có thừa nhưng lại đơn độc. Nguy cơ bùng nổ cuộc chiến giữa các nước tam giác quyền lực có thể chưa hình thành rõ nét. Tuy nhiên, Mỹ đang có mối quan hệ không mấy êm thấm với cả Nga Trung. Nếu Washington và Bắc Kinh hùng hạt ở eo biển Đài Loan, thì Mỹ đang căng thẳng với Nga ở khu vực Biển Đen và các màn răng đe lẫn nhau. Trong cuộc họp báo thường niên, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ trích Mỹ và NATO không biết xấu hổ khi cáo buộc Moscow là bên xâm lược, trong khi chính phương Tây đang dàn hệ thống tên lửa tấn công ngay trước cửa nhà Nga. Ngoài ra, vị nguyên thủ này đã chỉ trích Washington và các đồng minh cũng banh trướng quân sự về phía biên giới Moscow. Ông Putin nói, Mỹ và các đồng minh đã đưa Nga vào ngõ cục khiến nước này không thể cự quậy bằng việc đặt hệ thống tên lửa chỉ mất 4 đến 5 phút bay tới Nga. Những lo ngại này buộc Moscow phải làm một điều trái với quy tắc ngoại giao thông thường là công khai các điều khoản của Hiệp ước An ninh mà Nga đã gửi cho Mỹ và NATO. Ông chủ điện Kremlin cho biết, đây là động thái rào trước đón sau, tránh NATO trì hoãn các cuộc đàm phán để cung cấp vũ khí hiện đại cho Ukraine chống lại Nga. Hôm 26 tháng 12, trên kênh truyền hình Rosia, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga có thể sẽ đáp trả theo nhiều cách nếu như Mỹ và NATO từ chối cung cấp các đảm bảo an ninh cho nước này. Ông Putin nói rõ, các biện pháp sẽ được đưa ra dựa trên đề xuất của các chuyên gia quân sự nước này. Tuy nhiên, ông chủ điện Kremlin vẫn nhấn mạnh, Moscow muốn đạt được một kết quả tích cực trong các cuộc đàm phán để đảm bảo an ninh, ràng buộc về pháp lý với phương Tây. Trước đó, vào hôm 23 tháng 12, ông Putin đã nêu quan điểm cứng rắn rằng Nga vẫn sẽ tiến hành các bước để đảm bảo an ninh vô điều kiện cho mình trong dài hạn. Bất kể cuộc đàm phán với Mỹ diễn ra như thế nào, vị tổng thống còn nhấn mạnh, Nga sẽ không dung thứ cho việc NATO bành trướng quân sự về phía đông. Ông cật vấn, Mỹ đã chuyển tên lửa của mình đến trước cửa nhà Nga. Vậy Mỹ sẽ cảm thấy như thế nào nếu Nga đặt tên lửa của mình ở Mexico hoặc Canada? Hôm 26 tháng 12, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết một vụ phóng tên lửa siêu thanh Zircon của Nga vừa qua là một cách đánh tiếng, tăng sức răng đe và tăng sức nặng cho hiệp ước an ninh mà Nga đề xuất với phương Tây. Được biết, trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiết lộ nước này đóng thành công tên lửa vượt siêu âm Zircon trong đêm và khẳng định đây là sự kiện lớn của đất nước, củng cố an ninh và nâng cao năng lực quốc phòng của Nga. Những động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Nga phương Tây đang trong trạng thái đối đầu căng thẳng, được đánh giá là nghiêm trọng nhất kể từ thời chiến tranh lạnh đến nay. Ông Peskov cũng cho biết, Moscow cũng đã gửi đề xuất của mình đến Washington và vẫn đang đợi tín hiệu phản hồi tích cực từ phía Nhà Trắng trước khi xúc tiến những bước đi cần thiết khác. Chúng tôi có lý do để lạc quan vào giải pháp chung này và đặt hy vọng vào các cuộc trao đổi đàm phán mà chúng tôi đang hướng đến. Tình thế đối đầu hiện nay nếu kéo dài sẽ chỉ làm tổn hại đến các bên và khiến thế giới rơi vào khủng hoảng. Trước đó, Nga đã phối hợp với Trung Quốc và Ấn Độ trong việc xây dựng bộ khung hoàn chỉnh của giải pháp an ninh chung, mà theo ông Peskov, các bên đã phối hợp với nhau rất tốt trong nhiều khía cạnh quan trọng, từ chính trị đến ngoại giao. Một mặt chìa cành ô liu về phía châu Âu, một mặt Nga vẫn không quên gửi lời nhắn sặc mùi thuốc súng hướng về NATO với nội dung Đừng can thiệp vào sân sau của Nga, tức ám chỉ khu vực Caucasus với ba quốc gia Ukraine, Georgia và Moldova. Từ lâu, cả ba quốc gia Liên Xô cũ này đã thẳng thừng rời khỏi vòng tay Nga và hướng về phương Tây với mục tiêu được gia nhập NATO. Tất nhiên, Moscow không đồng ý điều này và đã 5 lần bị lượt cảnh báo NATO không được lôi kéo ba quốc gia này. Ngoài ra, liên quan đến tình hình Ukraine và Biển Đen, Nga cũng đề nghị NATO cần tránh làm leo thang căng thẳng và cần tìm một giải pháp đối thoại hòa bình giữa các bên. Thứ trưởng Ngoại giao phụ trách kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Mỹ, boni jenki cho biết nước này đang xem xét tuyên bố chính sách sử dụng vũ khí hạt nhân đây là bước đi tiếp sau cam kết từ tổng thống joe biden về giảm bớt vai trò của loại vũ khí hủy diệt này được biết mỹ vẫn đang thực hiện chiến lược mơ hồ trong chính sách hạt nhân liên quan đến trường hợp chính xác có thể để dẫn đến phản ứng hạt nhân vốn dĩ chính sách mơ hồ là kế khiến đối thủ dè chừng và không dám manh động do đó việc washington bất ngờ cân nhắc vạch rõ nước cờ khiến cho các đồng minh của nước này lo lắng hiện nhiều nước đang dựa vào kho hạt nhân của mỹ để đảm bảo an ninh Bà Zenki cho biết, Mỹ vẫn cam kết thực hiện các bước để giảm vai trò của vũ khí hạt nhân trong chiến lược an ninh quốc gia, nhưng vẫn đảm bảo các cam kết răng đe tích hợp với các đồng minh như Nhật Bản. Được biết, hồi năm 2009, cựu tổng thống Barack Obama đã cam kết theo đuổi một thế giới không có vũ khí hạt nhân, cân nhắc áp dụng chính sách hạn chế việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả các cuộc tấn công hạt nhân nhắm vào mình hoặc các đồng minh. Tuy vậy, chính quyền ông Obama khi đó phải từ bỏ ý định do vấp phải sự phản đối của nhiều đồng minh, trong đó có Nhật Bản. Hiện, chính quyền ông Biden đã nỗ lực trấn an các đồng minh rằng họ sẽ không nói gót cựu tổng thống Obama và khẳng định luôn xem trọng và sẽ tiếp thu ý kiến của các đồng minh. Ngoài ra, bà Zelensky tái khẳng định Mỹ phản đối hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân của Liên Hiệp Quốc. Washington cho rằng đây không phải là công cụ hiệu quả để giải trừ vũ khí hạt nhân vì các cường quốc hạt nhân không có ý định ủng hộ nó. Phía Washington cho rằng, hiệp ước chỉ tạo ra áp lực chính trị, ràng buộc các quốc gia chính thức ký và phê chuẩn, làm suy yếu khả năng răng đe hạt nhân và mối quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh quan trọng trên thế giới. Nữ Thứ trưởng nhấn mạnh, quan điểm của Hoa Kỳ là phải cân bằng giữa mong muốn tiến tới giải trừ hạt nhân với nhu cầu duy trì khả năng răng đe hạt nhân. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác, người Pháp ít tự hào là người châu Âu hơn người Ý và Đức, theo một cuộc thăm dò do Viện Dư luận Pháp IFOB thực hiện cho thấy. Cụ thể, 78% người Đức cho biết họ cảm thấy tự hào được thuộc về châu Âu, tỷ lệ này lần lượt là 75% ở người Ý và 68% ở người Pháp. Trong khi đó, khi được hỏi liệu họ có tự hào về quốc gia của mình hay không, 87% người Pháp cho biết họ cảm thấy như vậy so với 89% ở Ý và 77% ở Đức. Cuộc khảo sát do Europa Nova tiến hành trong số hơn 3.000 người trưởng thành ở ba quốc gia cốt lõi của EU từ ngày 14 đến 20 tháng 12. Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Papok hôm Chủ nhật cho biết một đạo luật mới đang được tiến hành để sửa đổi các quy định về xuất khẩu quân sự của nước này sau khi chính phủ tiền nhiệm của bà Angela Merkel được cho là đã thông qua số lượng bán vũ khí ra nước ngoài đạt kỷ lục trong năm nay. Cụ thể, Ngoại trưởng Papok cho biết, chúng tôi với tư cách là một liên minh chính phủ mới đã tuyên bố rõ ràng rằng chúng tôi sẽ đánh giá lại chính sách xuất khẩu quốc phòng của những năm gần đây. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang làm việc để luật xuất khẩu quốc phòng đề ra các tiêu chí rõ ràng cho chuyện này. Hôm thứ Bảy, theo hãng thông tấn Đức DBA đưa tin, trích dẫn dữ liệu của Bộ Kinh tế do một nhà lập pháp yêu cầu rằng chính phủ của bà Merkel đã phê duyệt các hợp đồng vũ khí trị giá hơn 9 tỷ euro vào năm 2021. Hơn một nửa số hợp đồng đã được phê duyệt trong những ngày cuối cùng của bà Merkel ở cương vị thủ tướng, chuyến đi cho Ai Cập. Đức là một trong những nước bán vũ khí lớn nhất thế giới cùng với Hoa Kỳ, Nga, Pháp và Đức, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm thống kê. Đức chịu trách nhiệm về 5,5% lượng xuất khẩu vũ khí toàn cầu từ năm 2016 đến năm 2020. Những khách hàng lớn nhất của Đức bao gồm Hàn Quốc, Algeria và Ai Cập. Taliban đã giải tán một số bộ và cơ quan bầu cử được cho là không cần thiết, bao gồm cả hai ủy ban bầu cử của Afghanistan. Một phát ngôn viên cho biết, nhóm có kế hoạch thay thế chúng bằng một cấu trúc đại hội đồng. Cụ thể, quyết định loại bỏ ủy ban bầu cử độc lập IEC và ủy ban khiếu nại bầu cử của đất nước đã tiến hành vào thứ Năm, nhưng được người phát ngôn chính phủ, ông Paulo Karimi công bố vào Chủ nhật các bộ nhà nước về hòa bình và các vấn đề của quốc hội cũng đã bị đóng cửa phát ngôn viên karimi mô tả các ủy ban là không cần thiết cho tình hình hiện tại trong nước nhưng nói thêm rằng các tiểu vương quốc hồi giáo có thể sẽ hồi sinh chúng trong tương lai nếu cần được thành lập vào năm 2006, ban điều hành Ủy ban Bầu cử Độc lập IEC được giao nhiệm vụ quản lý và giám sát các cuộc bầu cử của quốc gia, từ các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội đến các cuộc đua của hội đồng cấp tỉnh. Người đứng đầu cũ củ của IEC, ông Orangez nói với hãng tin AFP rằng, Taliban đã đưa ra quyết định một cách vội vàng và cảnh báo rằng động thái này sẽ gây ra những hậu quả lớn. Theo ông Halim Fiday, một chính trị gia cấp cao của chế độ bị lật đổ, từng lãnh đạo bốn tỉnh Afghanistan trong hai thập kỷ qua cho biết, quyết định mới đây thể hiện hiện Taliban không tin vào dân chủ và nắm quyền thông qua súng đạn, chứ không phải phiếu bầu. Trong khi đó, quyền Thứ trưởng Bộ Thông tin và Văn hóa của Taliban, Jabihullah Mujahid nói rằng các bộ và cơ quan bầu cử đã được giải thể do các vấn đề kinh tế. Một nghiên cứu mới của các nhà khoa học thuộc Viện Y tế Quốc gia, Cơ quan Nghiên cứu Sức khỏe Hoa Kỳ đã phát hiện ra rằng virus SARS-CoV-2 có thể lây lan khắp cơ thể người, gây nhiễm trùng toàn thân và tồn tại trong nội tạng con người trong hơn 7 tháng. Kết quả nghiên cứu được đưa ra dựa trên quá trình khám nghiệm tử thi của 44 bệnh nhân được chẩn đoán là mắc COVID-19 ở mức độ nghiêm trọng khác nhau, chưa được đánh giá đồng cấp. Trong đó, nhóm nghiên cứu cho biết đã phát hiện sars cov 2 rna ở nhiều vị trí trên cơ thể người, bao gồm cả toàn bộ não trong tối đa 230 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng. Các nhà nghiên cứu cho biết rằng virus sinh sôi bên ngoài hệ thống hô hấp của người bệnh ngay khi họ bị nhiễm và lây lan khắp cơ thể, ngay cả khi người đó có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng, Hôm 27 tháng 12, một bệnh viện lớn của Israel đã bắt đầu tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 thứ tư cho 150 nhân viên để nghiên cứu về hiệu quả của mũi tăng cường này. Trước đó, một nhóm chuyên gia của Bộ Y tế Israel đã khuyến nghị tiêm liều thứ tư của vaccine Pfizer-BioNTech cho những người từ 60 tuổi trở lên đã được tiêm nhắc lại mũi thứ ba ít nhất 4 tháng trước. Tuy nhiên, Bộ vẫn chưa đưa ra quyết định triển khai tiêm mũi thứ tư do chưa có cơ sở khoa học về liều lượng tăng cường mới. Kili Rugeb giám đốc nghiên cứu, cho biết, Chúng tôi sẽ kiểm tra tác động của liều thứ tư đối với mức độ kháng thể và tỷ lệ mắc bệnh, và chúng tôi đánh giá mức độ an toàn của nó. Từ đó, khi đưa ra kết luận có nên tiêm mũi vaccine ngừa COVID-19 hay không và tiêm cho ai. Được biết, 150 nhân viên y tế tham gia cuộc thử nghiệm dưới sự giám sát của Bộ Y tế đã được tiêm nhắc lại trước ngày 21 tháng 8. Tin tức vừa rồi <laughs> cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của FBNC.